Đây cả nhóm đây nha mọi người nha. Đang nghỉ tại một quán phở. Kít phở, kít phở. Kít phở rồi có chắc bay. Và sau đây anh em chúng tôi sẽ đi một hành trình dài khoảng bao nhiêu km này? 80 cây nha mọi người nha. Khoảng tầm 80 km. 80 km. Rồi, chúng ta cũng đi thôi. Rồi, đi thôi. Rồi, là ok. Tôi ngả nó về đằng trước này. Rồi chúng ta đã tới bản mèo nhá. Không phải bản mèo đây là bản mông của mọi người. À thế à? Em cứ tưởng là bản mèo. Đây rồi, gặp lại tổ lội của chúng ta đây rồi. Cái này rất. Hiện tại anh em chúng ta đang tới bản này bản kia. Nhưng mà bản ơi. Bản này nữa. Bản này. Bản này nữa. Bản này. Bản này nữa. Bản này.
Hello mọi người nhá, hiện tại thì bọn anh em chúng tôi xin cái sao khe pusa hả? À, pu kéo cửa cho nên này, xong sập ba con tay này. À, chúng ta cùng nhau chinh phục cái đèo này nha mọi người nhá. Ok. Biển nha mọi người nha. Và anh em ta sẽ cùng nhau xem chiêm ngưỡng một cua chữ S ở trên kia. Chỗ này đa bản hoạt động cũng tốt đấy, cho nên là trời rất là gió mạnh cho nên là cái ghim mình hoạt động nó không ấy mấy, đặt chai và chai mà vâng mình đi nó gió. Nếu mà mình đi tốc độ khoảng tầm 20 thì nó thoải mái. Đổi theo luôn, anh ôm chậm chậm thôi. Anh ôm cua mạnh quá mọi người ạ. Đến nỗi cái tay em siết chặt luôn vào cái bờ vai luôn. Đó, chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên đó mọi người ạ. Và xin đi vào đường đất nhá. Ok, vào đường đất thì nó sẽ hơi sóc một chút. Bên video nó phụ. Thứ này. Đây rồi, đến chỗ rẽ vào rồi.
đường này là mình vào lần đầu tiên nha mọi người nhá. Mình chỉ vào lần thứ hai rồi. Nó làm phân lạ của anh em mình rồi. Gần như bốc đầu lên anh em ạ. Này ga một phát to lên là bốc đầu lên luôn. Tan mây lên rồi. Kia có cái đám mới đẹp này. Chả đang đi đường tắt để xuống nhanh thôi. Rừng cây xanh lá cuốn đóa hoa mai trong măng xuân mà cuốn mùa trộm tồn thì nóng ao cần mà im tam căn phong lan kìa đâu một số loài ấy thôi. Dốc 20% nha mọi người nha. Đó, tí chúng ta xi cái đường phía dưới ấy, nó sẽ có một đoạn cua. Đó, cái đường hiện ra bên dưới cho mọi người nhé. Đấy. Anh em chúng ta đi tắt xuống thẳng xuống luôn nhỉ. Thôi cứ đi theo đường đi để cho anh em nhìn thấy hết. Còn để... mình đi tắt thì nó sẽ nhanh quá. Anh trai bảo là đừng có đi tắt. Đây đi tắt mình nè. Chúng ta sẽ cùng cua xuống đoạn dưới này mọi người ạ. Đây, anh đi chậm chậm thôi để em lấy được cái góc này. Đó rồi mọi người ạ, rất là cua, rất là không phải đơn giản đâu. Mọi người đi lên đây nó cũng lấy lắm. Rồi. Rất chi là vất vả mọi người ạ. Đây, chúng ta cua từ ở trên này xuống đây thì khá là gian nan. Khoảng hơn 300 độ. Về nhà em sẽ đo đa bàn để xem. Đây anh nhìn lại đi chậm chậm. Đây mình vừa ở trên cái xuống nha mọi người nha. Đó. Đây trên cái đường mình đi vào. Đó đối tắt anh em mình vào thì sẽ đi xuống đây đây anh ạ. Đây đối tắt ở trên kia đó. Rồi sắp đến rồi mọi người ạ. Cuối cùng thì mình cũng sắp đến nhà của sĩ cơm thân của thì hôm nay. Đây đây chúng mình xem một cảnh. Wow sốc quá. Bay luôn cả cái ghim lên. Ok. Tới đây ra đây đúng không? Rồi đây rồi, cả đúng đoàn rồi. Dừng xe ở đây. Chắc là tới rồi anh ạ. Chắc là tới. Lần đầu đến đây chưa biết đâu. Vâng. Sau những chặng đường vất vả đấy, anh em đã tới đích. Lông pi à khay. Rồi. Áo cắn ma in cái pi đó. Đây nha, cả đoàn nha mọi người nha. Vừa đi vui Tết, vừa đi đám cưới mọi người ạ. Ok. Em quay, đừng có quay lúc chị Clan lộn nhá. Ok. Em mau quay cái lộn cực quá.
đến nơi rồi mọi người ạ. Chiều mang hàng người đó. Hàng người đó. Ừ. Mang hàng đó. Tại anh nói đó. Máu hàn á, máu hàn á, máu hàn á, xúc người xúc ý đó, xúc em đó, hàn á, 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 nào giờ ta đi tiếp xuống phía bên dưới nha mọi người nha, hành trình chúng ta đi thế nào, cùng đi thăm bản làng. Ok anh ơi, ta xem cái khâu tổ chức ở đây nó sẽ như thế nào. Đây là dân tộc gì anh nhỉ? Sinh môn à? Sinh môn mọi người nhé. Đây. Ngoài hàn đó, nghe đó. Còn đó. Đó, chào ngoài hàn đó. Hàn ông đó. Chào ngoài hàn đó. Hàn ông kia đó. À, này đây. À đây. Đây mọi người, đây là khâu chuẩn bị đây nhá mọi người nhá. Cái lợn này lợn bản Hoàng ấy. Đây là lợn bán, không phải lợn mua đâu. À đó, phải này đó. Này này. Này này. Đây là cái chương trình gì nhỉ? Để em xem thế nào. Đây nha mọi người nha. Rồi. Tổng mức đầu tư là 1.220.764.000 đồng. Vốn VKB. Cái này là hỗ trợ đúng không? Đây nhá, nước thì ở đây thì dân người ta dẫn về đến nhà thoải mái mọi người. Đâu anh ơi? Rất là khỏe luôn. Okay. Hôm nay mình sẽ tương tác ở đây nha mọi người nha. Ok. Xuống từ từ đấy anh ơi. Nó bay à nhỉ? Có đường xuống nhỉ? Có. Có đường kia, đường kia có đường kia. Có đấy. Đi qua khe cây chuối. Thấy được. Đi tiếp nào. À, con này là con cò chứ nhỉ? Nó còn đấy ngoài để làm khuôn đổ bê tông. Con đang ngủ ngủ người một số kìa. Đâu? À. Đây 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 mọi người đây, đợi. Con một con đấy. Thật to. Đây đơn bản nhá. Thế là cái phiên bản này bây giờ nó vào là ớt à đúng không? Nhỉ. Đơn bản. Đúng con lắm. Đây, đất bàn mọi người ạ. Đó, đó, đây, đây.
Ở đây mọi người vây rào xong là ấy thôi mọi người, đây này. Đó. Cho nên là cái chất lượng thịt của nó là khác hẳn so với chúng ta nuôi cám. Có một em nó đi nuôi dê về. Rất là dốc mọi người ạ. À, chào mọi người nhá. Hôm nay mấy anh em chúng tôi đến đây thì cũng hơi mệt rồi. Quá đi mệt rồi. Toàn đường bộ. Đó có đường thủy. Ô bên kia có cả xa điện lổ kìa. Ôi cái tài đây. Tài. Em hưởng mò rồi. Vâng.